Thưa quý vị, các chỉ số chứng khoán chủ lực trên thị trường phố Wall đồng loạt tăng điểm trong ngày giao dịch 17 tháng 5 sau khi đàm phán liên quan đến thỏa thuận tăng trần nợ của Mỹ đạt nhiều tiến triển. Giá trị cổ phiếu của các ngân hàng khu vực tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 5, dẫn đầu là cổ phiếu của Western Alliance Bancorp với mức tăng 10,19%. Trước đó một ngày, thì ngân hàng này tuyên bố lượng tiền gửi trong quỹ quý tính đến ngày 12 tháng 5 tăng hơn 2 tỷ đô la cổ phiếu của các ngân hàng khu vực có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào lĩnh vực này dần trở lại. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thuộc phe Dân Chủ và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thuộc phe Cộng Hòa tuyên bố cả hai bên đều mong muốn đạt được một thỏa thuận vào ngày 21 tháng 5 tới để nâng trần nợ công, tránh nguy cơ vỡ nợ. Viện Tài chính quốc tế cho biết là nợ toàn cầu đã tăng đến 8.300 tỷ đô la, lên 304.900 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm nay. Con số này rất gần với mức kỷ lục đã được thiết lập vào năm ngoái khi nợ toàn cầu đạt 306,3 nghìn tỷ đô la. Nợ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ có thể gây ra tình trạng hỗn loạn tài chính toàn cầu. Hiện các nhà đầu tư toàn cầu vẫn lo ngại về kết quả các cuộc đàm phán mức trần nợ của Mỹ. Nếu thỏa thuận không đạt được thì Mỹ có thể sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ nghiêm trọng đối với khoản nợ 31,4 nghìn tỷ đô la ngay sau ngày 1 tháng 6. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng thì đánh giá này cũng là một cảnh báo mới đối với Trung Quốc. Quốc gia chứng kiến tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng hàng quý và có mức độ rủi ro lớn đối với trái phiếu kho bạc Mỹ. Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu vừa phê duyệt bộ quy tắc toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý các loại tiền điện tử. Theo đó, thì bất cứ công ty nào muốn phát hành, giao dịch hay bảo lãnh tiền điện tử, các loại hình tài sản được mã hóa trong 27 nước thành viên của khối phải có giấy phép. Các bộ trưởng EU đã đưa ra những biện pháp giúp truy vết các giao dịch tiền điện tử để dễ dàng hơn nhằm chống trốn chốn thuế và rửa tiền. Từ tháng 1 năm 2026, thì các nhà cung cấp dịch vụ phải đưa ra tên người gửi và người thụ hưởng các tài sản tiền điện tử, bất kể số tiền được chuyển là bao nhiêu. Ngoài ra, các quy tắc hợp tác của EU trong lĩnh vực thu thuế cũng được sửa đổi để bao gồm giám sát cả những giao dịch bằng tiền điện tử. Việc chấn trình thị trường tiền điện tử đã trở nên cấp bách hơn đối với các cơ quan quản lý sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào cuối năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của Pháp trong quý tư năm ngoái là 7,1% và tỷ lệ này đã ổn định trong 3 tháng đầu năm nay. Thông tin từ Viện thống kê quốc gia Pháp cho biết đây cũng là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại nước này kể từ năm 1982. Theo dữ liệu thì tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên Pháp đã giảm 0,2% trong quý 1 năm nay xuống mức 16,6%, thấp hơn 5% so với mức trước đại dịch. Các số liệu này tạo động lực tích cực cho chính quyền của tổng thống Emmanuel Macron việc tiếp cận được mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 7% là mục tiêu trọng tâm của chính quyền đương nhiệm, trong đó có việc cải cách nhằm nới lỏng các quy tắc của thị trường lao động và thúc đẩy đào tạo nghề. Theo số liệu của nhà cung cấp dữ liệu tiêu dùng Mỹ Bankrate, lạm phát tại Mỹ đã giảm xuống 4,9% vào tháng 4, mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, lạm phát vẫn đang cản trở những kế hoạch chi tiêu của hầu hết người dân Mỹ vào mùa hè này. Những nhà bán lẻ lớn đã đóng cửa tại nhiều thành phố lớn, làm sấy lên hồi chuông cảnh báo về tương lai của ngành bán lẻ nước này. Tuần trước, chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp Nordstrom thông báo sẽ đóng cửa hai cửa hàng ở thành phố San Francisco của Mỹ. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy các nhà bán lẻ đang rút bớt khỏi các khu trung tâm đô thị. Việc gia tăng việc làm từ xa đã khiến nhu cầu mua sắm ở trung tâm thành phố vốn được thiết kế để phục vụ cho nhân viên văn phòng đi lại hàng ngày đang giảm dần đi. Theo tờ Wall Street Journal, nhiều thành phố lớn của Mỹ, tỷ lệ lấp đầy văn phòng trung bình vẫn chỉ bằng khoảng một nửa so với trước đại dịch COVID-19. Điều này làm giảm lượng khách đáng kể đối với nhiều quán bar, nhà hàng và các nhà bán lẻ khác thường phục vụ đội ngũ nhân viên công sở ở các cao ốc văn phòng làm việc 5 ngày một tuần trước đây. Theo nhà cung cấp phần mềm bất động sản Murray Springboard, lượng người đi bộ tại các trung tâm đô thị của Mỹ giảm khoảng 25% trong tháng 4 năm nay so với cùng tháng vào năm 2019. Theo các số liệu cập nhật gần đây, một nhân viên văn phòng điển hình ở Mỹ hiện đang chi tiêu giảm đi khoảng 2.000 đến 4.600 đô la mỗi năm ở các trung tâm thành phố. Viện JP Morgan Chase cho biết người dân đã rời ra khỏi các thành phố đắt đỏ như San Francisco và New York để đến với các thành phố chi tiêu rẻ hơn ở vành đai mặt trời như Phoenix và Houston. Vì thế, một số nhà hàng và nhà bán lẻ hiện đang chuyển vị trí kinh doanh từ các khu đô thị nhộn nhịp một thời đến các khu ngoại ô gần đó. Dữ liệu từ Viện Ngân hàng Mỹ được công bố vào ngày 10 tháng 5 cho thấy tốc độ tăng lương của các gia đình kiếm được hơn 125.000 đô la Mỹ một năm đang chậm lại so với những hộ có thu nhập thấp hơn. Theo đó thì xu hướng tiêu dùng cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Kể từ đầu năm 2023, chi tiêu tùy ý của những người có mức lương cao với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ thuộc Bank of America đang xếp sau nhóm còn lại. Theo Yahoo News, điều đó minh chứng cho việc giới nhà giàu ở xứ cờ hoa không còn dễ dàng kiếm tiền hoặc có tài chính mạnh như trước đây. Dữ liệu hàng tháng cho thấy sức mua của người tiêu dùng đã mất đà trong vài tháng qua. Hơn nữa, họ ngày càng phụ thuộc vào tín dụng và dự trữ tiền để trang trải cho việc mua sắm theo quan điểm của chúng tôi những yếu tố này không bền vững trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang cao cấp là một trong những mặt hàng lao đao nhiều nhất, giảm 15% so với năm ngoái. Còn với ngành dịch vụ, chỗ ở giảm hơn 3%, trong khi sức chi tại các hãng hàng không tụt xuống 4,5%. Doanh số bán hàng giảm gấp đôi so với những gì các nhà phân tích đã dự đoán vào tháng 3 năm 2023. Một số chuyên gia kinh tế nhận định bức tranh tổng thể sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đến đây thì thời lượng của Kinh tế 24 giờ ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.